toàn thể nhân viên trường dạy nghề Minh Trang xin gửi lời chào thân mến đến quý anh chị em và các bạn. Trong chương trình trang điểm ngày hôm nay, Mắt Cướp Ách Tình Minh Trang xin giới thiệu đến quý anh chị em và các bạn chương trình trang điểm cô dâu Trung Hoa thời cổ xưa. Với hình tượng cô dâu này, ai trong chúng ta cũng sẽ được nhìn thấy ít nhất một lần trên phim ảnh ngày xưa. Và đặc biệt, những bạn yêu thích nghề trang điểm, ai cũng sẽ thích hình tượng cô dâu này. Với hình tượng cô dâu này, chúng ta sẽ thấy được sự kết hợp hoàn hảo với nhau. Đó là sự nóng bỏng nồng nàn với đôi môi đỏ thắm, mắt đỏ hồng tông ấm, kết hợp với nền hiền chịu là tông màu trắng, mắt nước mảnh, đó là phần trang điểm. Về phần chải bớt tóc thì cũng vô cùng quan trọng. Bây giờ chúng ta cùng nhau trang điểm tạo hình cô dâu trung cổ ngày xưa nhé. Dựa trên nền tảng cô dâu trung hoa cổ xưa, lớp nền được phủ tự nhiên bởi các nhãn hàng nổi tiếng, bao gồm nền thỏi ba sen, nền lỏng Clio, thấm phủ Estee Lauder và cuối cùng là tấm nén La Beauté. Với tông màu mắt hồng có nhau nuôi đỏ non, Mắt Cướp Minh Trang lựa chọn bản màu mắt vô cùng. Với mắt nước sắc mạnh và mịn, chúng ta sẽ lựa chọn nhãn hàng Maybelline. Với tông môi đỏ tươi, quyến rũ, chúng ta sẽ lựa chọn dòng son môi của Agatha. Để giữ lớp nền lâu trôi kéo dài hơn 4 tiếng đồng hồ, chúng ta sẽ lựa chọn sự sáng của Tracy. Bây giờ mình sẽ giới thiệu dụng cụ chải bới tóc nhé. Đây là trâm cài tóc. Đây là vương miệng cài lên tóc. Đây là tóc giả để bới tóc cô dâu. Đây là hoa tai. Đây là nhẫn, vòng tay, hoa cài tóc. Và đây là trang phục để cô dâu Trung Hoa mặc vào ngày cưới của mình. Oh yeah.
穿场，我的爱情奔跑在呼伦贝尔草原上，你的善良我不能抵抗，你的纯洁将我的心紧紧捆绑，后你的笑容让我找到了最后信仰，美丽的月亮你让灵魂黯淡无光，我等待我想象我的灵魂早已躲在满身记满身梦，oh yeah。